Theo thông tin từ Trung tâm Y tế thành phố Hải Dương và Trung tâm Y tế huyện Kim Thành, hai địa phương đầu tiên của tỉnh này triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19. Đến thời điểm hiện tại, cả 206 người được tiêm trong ngày hôm qua, sức khỏe đều ổn định. Trong số 206 người đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, sau khi tiêm, có 9 trường hợp biểu hiện sốt, trong đó 2 trường hợp sốt trên 38 độ C đã được dùng thuốc hạ sốt, 15 người có biểu hiện đau mỏi cơ, ngứa ngáy tại vị trí tiêm. Đây đều là những phản ứng thông thường khi tiêm vaccine vào cơ thể để tạo sự miễn dịch. Đến sáng nay, tất cả các trường hợp sốt và biểu hiện phản ứng nhẹ sau tiêm đều biểu hiện bình thường và sức khỏe ổn định. Đợt tiêm chủng vaccine COVID này thì chúng ta cũng phải lựa chọn theo đúng những các đối tượng ưu tiên mà Bộ Y tế cũng như là Chính phủ đã đề ra, và làm sao là sẽ tiêm đồng bộ cho những đối tượng theo những cái quy định để đảm bảo vấn đề là coi như phòng chống, chủ động phòng chống dịch bệnh. Theo đánh giá của ngành y tế, ngày đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 đợt 1 tại Hải Dương đạt kết quả tốt. 206 người được tiêm vaccine ở Hải Dương đều là những cán bộ tuyến đầu tham gia phòng chống dịch. Trong đó, thành phố Hải Dương lập danh sách 118 người tiêm. Qua khám sàng lọc, 110 người có chỉ định được tiêm. Huyện Kim Thành lập danh sách 97 người tiêm. Qua khám sàng lọc, 96 người có chỉ định được tiêm. 9 trường hợp qua khám sàng lọc không tiến hành tiêm do cơ địa dị ứng, huyết áp cao hoặc đang sử dụng thuốc kháng sinh.